Tôi tên là Linh Phương, phụ huynh của bé Nguyễn Huỳnh Thượng Đức đang học lớp 19 tại trường quốc tế Dân lập Việt Úc, cơ sở 3 tháng 2. Tôi nhớ là trong dịp hè, tôi và hai người bạn nữa cùng có con cùng độ tuổi lớp 1 rủ nhau đi tham quan một số trường quốc tế để chọn trường cho con vào lớp 1. Thì khi đến với trường quốc tế Dân lập Việt Úc, ở cơ sở 3 tháng 2, thì chúng tôi cảm nhận được một cái năng lượng nó rất là năng động, nó rất là nhộn nhịp. Và cái phong thái của cái bạn giáo vụ và nhân viên ở trường thì mình thấy là cái phong thái rất là chuyên nghiệp và chỉnh chu. Đi tham quan một vòng trường á, thì mình thấy cơ sở vật chất ở trường, phòng học thì thoáng, đầy đủ ánh sáng và có các phòng chức năng riêng, ví dụ như phòng học vẽ, học đàn, rồi có cả những cái thư viện và phòng lab. Rồi xuống sân thì mình thấy sân trường rất là thoáng, rộng và xanh, rồi có cả sân vận động và hồ bơi. Trong quá trình mà cả ba đi vòng vòng đó, mình tham quan thì gặp các học sinh, thì các học sinh chủ động lại để chào hỏi, thì tôi cảm thấy là các học sinh ở trong trường rất là lễ phép và rất là tự tin. Thì qua tìm hiểu thì mình thấy VOS là đã được thành lập từ năm 2004, thì trường đã có hơn 10 năm, cho đó mình thấy một cái sự ổn định, bền vững và phát triển của VOS. Thì qua những việc đó thì cả ba chúng tôi đều quyết định và hiện tại cả ba đều chọn Việt Úc cho con chúng tôi học. Con thì học được hơn một tháng, thì đầu tiên mình thấy những cái buổi đầu bé không hề lo lắng, chỉ sau một ngày bé hòa nhập rất là tốt, mặc dù là trường mới, bạn mới, lớp mới, nhưng mà bé rất là tự tin và bé thích đi học. Mỗi lần trước về thì bé cứ tít tít kể chuyện về ở trường, bé cảm thấy rất là vui khi được học ở trường. Cô ở chủ nhiệm ở lớp thì rất là tận tâm. Ngoài ra cô tạo nhiều điều kiện cho phụ huynh liên lạc để biết về việc sinh hoạt, việc học của con ở trường. Ngoài cô chủ nhiệm á, thì con có được học rất là nhiều thầy cô giáo mới. Thì các bộ môn khác nhau, ví dụ như môn vẽ, môn bơi, môn hát, môn đàn, môn thể dục. Thì đối với tôi thì cái chuyện đó rất quan trọng. Vì ở cái tuổi này các con, cái thời gian tập trung các con khá là ngắn so với việc mà học chỉ một cô giáo ở trong lớp suốt cả ngày, thì con được tiếp cận với nhiều cô giáo, nhiều phương thái giảng dạy khác nhau, thì con cảm thấy thích thú và con tập trung việc học tốt hơn. Ngoài ra thì con được chăm sóc rất là tốt về ăn ngủ bởi các đội bảo mẫu trong trường. Và một cái điểm cộng gia đình thường hay nói đó là cái việc sắp xếp rất là khoa học giờ đón và giờ về với một lưu lượng xe lớn ở trong trường. Cái giờ mà về của từng khối lớp, cổng vào, cổng ra và cái đường giao thông trong trường đều được sắp xếp rất khoa học, cộng với cái việc nhịp nhàng và phối hợp của các chú bảo vệ, thì điều này cho thấy trường chuẩn bị rất tốt từng chi tiết một, cho đó thể hiện cái việc chỉnh chu chuyên nghiệp trong mọi mặt của trường, thì điều đó cảm thấy rất là an tâm. Ngày hôm qua con về, con vừa mới khoe với mẹ, con vừa được nhận quà. Tháng này con là một trong hai bạn đứng đầu của lớp và con không hề học tiếng Anh trước đó. Thật sự con chưa học hề tiếng Anh trước đó. Thì cái chương trình ở đây, một trong những cái điều mà mình chọn VOS đầu tiên so với những trường quốc tế khác, đó là chương trình vừa có chương trình về Anh ngữ quốc tế Cambridge cộng với việc là chương trình của văn hóa quốc gia. Thì cái điều này nó quan trọng vì các con được học tiếng Anh trong một cái gọi là mình gọi một cái giáo trình chuyên nghiệp của Cambridge, cộng với việc con giữ được cái tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ giỏi. Cái việc này ở một số trường tới 100% không đáp ứng được. Trong thời đại này tôi mong muốn con trở thành một công dân, mình gọi là công dân toàn cầu. Thì cái việc này ở Pháp thì mình thấy cái giáo dục dựa trên nền tảng của 7 giá trị cốt lõi thì nó đang đáp ứng được cái việc này của mình. Tính xuất sắc, thứ hai là cái sự tự tin, thứ ba là tính liêm chính, chính trực, thứ tư là tôn trọng bản thân và tôn trọng mọi người, thứ năm là sự đam mê trong học tập, trong làm việc, thứ sáu là tính đồng đội, cái khả năng làm việc đội nhóm, và thứ bảy cuối cùng là cái tự hào dân tộc. Thì cái 7 cái điều này thì tôi nghĩ là cho dù con đi bất cứ nơi nào trên thế giới thì con cũng có thể là nên người và phát triển. Thì Việt Úc đang làm việc này rất là tốt, đó là cái nền tảng cho gia đình sau này muốn cho con đi học phát triển ở nước ngoài. Thực sự là cái việc mà con học, con được bằng cấp, và đó là tất cả những cái điều tất cả học sinh phải đạt được. Nhưng theo tôi nó chỉ mới là cái đích thôi. Nhưng cái hành trình từ đây 12 năm để con đến cái đích đó là một cái hành trình nó khá là quan trọng. Là phụ huynh và nhà trường thì mình mong muốn các con được làm chủ. Hãy cho con làm chủ chính trên cái hành trình của con. Cho con dám thể hiện, cho con dám làm, cho con cơ hội để sai phạm, để cho con có thể rút được những bài học. Thì theo tôi đó là những cái trải nghiệm vô cùng quý giá,
Thì đó là sự tạo ra bản lĩnh, tự tin và độc lập cho con sau này. Rất là mong gia đình cùng nhà trường cùng các con chung tay đồng hành với các con để con phát triển được cái sự tự tin này.